Thailand. From hotel, go to the khao sạn, eat good tonight. Yeah. Minh Dũng. Cháu nội. Hai thăm quân khả. Xin chào cả nhà. Đó, bây giờ tôi đi bằng túc túc nè. Đó, mà giờ không có chỗ để ngồi, mà giờ Minh Dũng phải ngồi vậy nè. Giống con hàng tôm, hàng cá, người không? Ở đây mà có tóc mỡ là tôi bán được tóc mỡ rồi đó. Rồi, rồi, về đi, về bán tóc mỡ, người ta mua nhiều đó. Từ cái... Đúng rồi, đó, thấy chưa? Đó, trời, tôi hủ nhìn ông Dũng kìa, đó. Từ đây đi ra khảo sản 200 bạn. Dạ. Tí ra dạ. Thì trả giá được đó, nhưng mà thôi thấy gia đình đông quá. Với lại có cái xe nặng nề của người ta ràng, ta buồn. Cho nên thôi để 200 luôn. Ok. Rồi đây. Chị Phước, hello con. Dạ. Sao qua đi Kha? Con đẹp con mèo. Cảm ơn Kha. Gì mà đi Thái Lan vô thôn Việt Nam nữa vậy trời. À thì đó nó cũng qua rồi, bây giờ mình đang đi enjoy mà đâu có Thái Lan tôi Việt Nam gì nữa. Thôi con nói đi. Cái lọ thay kẹo. Trời ơi, thằng này biết nói không vậy? Có, con biết nói chứ cô. Đâu mày nói thử tao nghe coi tiếng Thái làm sao. Thằng Quân Ca thì tao biết rồi. Hana Chanel. Gì làm leo. Cái đó không có. Có. Lọ thay hại lại cái lọ thứ Amara ủn cho chạy giọt. Ồ, có đúng không vậy? Là ủn ủn là chạy đó. Ủa? Nhưng bây giờ cũng không, mà nãy mình cũng có hơi kẹt, cũng thiếu. Nhưng mà tôi thấy
thấy là đợt này qua là bắt đầu là mới bắt đầu khởi động lại. Tôi thấy là Thái Lan ở lại cặp rồi. Ở lại cặp rồi em ơi. Nói là mình là sau khi mình trở lại Lê Giang cảm nhận là nói chung á là cái con người á nó sẽ bớt dần lại, quán xá cũng thưa đó, đóng cửa, nói chung là bớt lại, không có còn đông đúc như ngày xưa. Ý vậy phải vậy không? Đúng rồi. Nghĩa là hồi nãy hồi sáng có nói đúng cửa chưa? Sao mình nhập rồi em hả? Đúng cửa chưa thì xuống sân bay rồi là đi về khách sạn check in xong rồi là đi ăn vẫn thấy ở trong kho nó cũng chưa có mở lại hết. Nhưng mà ý bây giờ đang hỏi cho biết là có vui tới miếng nào trong dịch mình nói vậy chưa, còn tụ cà phê và nói chuyện vậy đó thì cảm giác đi du lịch là phải vui rồi. Nhưng mà mình thấy con người như vậy thì mình sao mình thấy vui hết. Nói chung là vui đó. Nói chung là vui đó. Mẹ nói chuyện nói vui mà chưa có cười là chưa có cười. Sao từ từ cười rồi lâu nay đâu phải cười đấy vô. Bây giờ là khán giả coi thì chết rồi. Nếu mà tôi không có cười. Vậy em phải đi làm gái. Tôi qua đi cạp. Thì tôi hy vọng là lần sau tôi thấy là mọi hoạt động sẽ trở lại bình thường. Nhiều hơn nữa. Thì bây giờ tại vì mới mà. Ủa sao tôi giống như là nghị quyết một cái gì vậy? Tôi ai nói thì nói đi. Rồi ai nói thì nói để mình đi nói. Anh có nói gì không? Nghe à. Bây giờ là cảm giác của anh sao nè, anh bước nè, chung là vui mọi người. Cái câu anh đi chan câu cô nãy gì nói vậy đó, chưa có cười. Có anh Dũng nào mới vui thôi. Sao Dũng thôi, mệt quá chiếc này rất là mệt đây cho nó cứng đi đây đau mà anh tài xế thì anh chạy chứ không dừng. Ủa cậu cần cái gì vậy? Đây cái ừ, tôi nghĩ là muốn anh hồn đây ta chỉ đây đây cần vô đây cho nó thấy đi. Rồi là thấy rồi nè, không có thấy cần có đây có cái con chua là cái gì con chua nào đúng rồi đang quay mà thấy cái hồi chua là thấy cái gì. Rồi tàu hũ nói gì đi con? Diễm nó nói gì vậy? Diễm nó thay lời cũng nói mà nó nói gì cũng không hiểu gì. Ngày mai là tụi em sẽ đi chùa. Qua đây là phải đi chùa nha mấy chị. Nói chung là chùa nó vốn có xa lắm. Nó chùa cái trước mặt sạc luôn. Trước mặt cái nó đẹp chứ không có rất là gần. Nó ngay cái góc ngã ba hồi nãy mình đi ngang là kẹt xe đó, là ngay góc ngã ba. Bốn mặt gì? Chùa bốn mặt, Phật bốn mặt. Chùa bốn mặt, Phật bốn mặt. Rồi ok thôi tụi tôi đi khảo sản đây. Rồi bye bye mọi người đi ạ. Bye bye đi ạ. Tụi em cũng tới khảo sản rồi.